Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mình xin làm clip tiếp theo nói về bài văn số 10, bài văn cuối cùng trong top 10 bài văn tả con chó hay nhất. Mới đây, sau khi đọc xong câu chuyện về Hachiko, chú chó đợi chờ, em đã vô cùng khâm phục và xúc động về đức tính trung thành của loài chó. Chó từ lâu đã trở thành người bạn gần gũi với con người trong cuộc sống. Đối với gia đình em, Luna không chỉ là một con vật nuôi thông thường, chú là một thành viên quan trọng, một người bạn thân thiết không thể thiếu vắng. Luna là món quà mà bà ngoại tặng em khi chú chó nhà bà sinh được 6 chú cún con vô cùng dễ thương. Nhớ ngày nào khi mới về nhà em, chú còn rụt rè và bỡ ngỡ khi phải tập làm quen với một số môi trường mới. Lúc ấy, chú chó nhỏ nhất, người cứ thui thụi một chỗ, ánh mắt trông thật tội nghiệp. Giờ đây, Luna đã lớn phỏng phao, vẻ ngoài nhút nhát đã biến mất, nhường chỗ cho sự cứng cáp và tinh nghịch. Chú chó có bộ lông vàng mềm và mượt như tơ, hai mắt tròn xoe như hai hòn bi ve, ánh lên sự nhanh nhẹn và lanh lợi. Cái mũi màu đen của chú lúc nào cũng ương ước. Người ta vẫn bảo khứu giác của chó vô cùng nhạy bén, quả đúng như vậy. Nhờ cái mũi ấy, chú có thể đánh hơi vô số những mùi khác nhau dù có ở khoảng cách rất xa. Hai cái tai phe phẩy trên đầu như hai cái lá mơ. Mỗi khi vui vẻ hay tò mò điều gì đó, hai tay chú lại vểnh lên đầy hứng thú. Còn những lúc buồn rầu hay sợ hãi, đôi tay lại cụp xuống tiêu nghỉu. Bốn chân của chú trông ngắn ngủn nhưng chạy lại rất nhanh. Em vừa cất tiếng gọi chỉ trong giây lát đã thấy chú chạy đến bên mình. Những lần cùng em chơi đùa, chú đều vô cùng thích chí. Cái đuôi đằng sau cứ xoay tròn, ngoáy tít. Luna đã trở thành một phần không thể thay thế trong cuộc sống của em. Hàng ngày mỗi khi em đi học về, đều thấy chú đứng đợi sẵn ở cổng. Vừa nhìn thấy em, đôi mắt bỗng sáng bừng lên rực rỡ, chan chứa niềm vui và hạnh phúc. Được em xoa đầu hay vỗ nhẹ, chú kêu lên những tiếng gừ 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 sung sướng. Cái đầu cứ dụi vào tay em như muốn nịnh nọt và làm nũng. Đến tối, khi màn đêm buông xuống, cả nhà chìm trong giấc ngủ yên bình, chú lại lặng lẽ làm công việc của mình. Luna nằm ngoan ngoãn ở một góc hè, chỉ cần nghe thấy một tiếng động dù là nhỏ nhất, hai tay chú lập tức sẽ dựng đứng lên, bộ dạng đầy cảnh giác. Chú chính là người canh gác giấc ngủ, giữ gìn và bảo vệ sự bình yên cho gia đình em. Mỗi lần có khách đến, chú sẽ sủa vang 3 tiếng thật to để báo hiệu. Trong dữ tợn là thế, nhưng chỉ cần một tiếng quát của mẹ em là chú sẽ im bặt và chạy đến quấn chân mẹ. Em hy vọng Luna sẽ gắn bó thật lâu với gia đình em. Đối với em, chú đã trở thành một người bạn thực thụ, cũng có những suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc giống như con người. Đó là cái bài văn cuối cùng. Mình xin được làm nốt trong số 10 văn đó. Nếu nhà bạn có nuôi một con chó đáng yêu và ngoan ngoãn như thế không? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi ngay sau bài viết này, để lại những bài văn miêu tả con vật của chúng ta thêm phong phú nhé. Chúc các bạn vui vẻ và thành công. Mình sẽ tìm những cái đề tài khác mình sẽ làm tiếp theo. Xin mời các bạn đón xem và chờ clip sau mình ra nhé. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại sau.